Hi, xin chào các bạn, cùng trở lại với kênh của Miếu Nguyễn Fish. Và mình là Mr. Fish. Yes. Ok, hôm nay là một ngày cuối tuần. Rất là đẹp các bạn, nắng rất là đẹp. Đây ở Bangkok này các bạn. Nắng rất là đẹp, cây rất là xanh. Yeah, các bạn xem nha. Tuyệt vời mặt trời luôn. Ok. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái rất là mới theo cái yêu cầu của một khán giả. Có yêu cầu mình là anh Hiếu ơi, anh làm về cái em sói xám. Sói xám là một cái loại cá săn mồi mà được nhập từ nước ngoài. Đây là một cái loại săn mồi cũng khá là được nhiều anh em nuôi. Nếu mà anh em nào đam mê săn mồi thì sẽ biết cái con này. Thì các bạn cũng muốn biết là khi mà mình nuôi có những cái vấn đề gì hay không, và có dễ nuôi hay không. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ trong clip ngày hôm nay một cái chủ đề riêng, chủ đề về cá săn mồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thôi nhé. Let's go. Và đây chính là em sói của mình các bạn, sói xám. Coi nó bơi nè. Hello. Ok các bạn, thì nói về cái dòng sói thì mình xin nói sơ một chút xíu là sói thì nó có rất là nhiều dòng các bạn ha. Và dòng cao nhất là cái dòng sói vua. Sói vua là cái dòng cao nhất trong và có thể nói là đẹp nhất, hung dữ nhất trong tất cả các dòng sói. Và cái con này thì cái kích thước cũng rất là lớn và rất là ngầu. Thì anh em nào đam mê sói thì nghe sói vua thì rất là đam mê, giống như là đỉnh cao của sói á. Và cái dòng sói vua thì các bạn cũng có rất là nhiều dòng. Rất là nhiều dòng, và tại vì nó phân bổ tự nhiên mà nó sẽ có rất là nhiều dòng khác nhau. Thì các bạn nào mà chuyên thì chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Thì hôm nay mình chỉ nói về riêng cái con sói xám này thôi. Rồi là mình sẽ không nói nhiều về các dòng sói kia. Ngoài ra thì nó sẽ có là sói đen nè, sói xám nè, sói vàng và sói cầu vồng. Đó. Đó thì và trong cái danh mục đó thì cái em sói xám này thì là sói xám. Sói xám với sói đen thì là một cái mà được nhiều anh em lựa chọn để nuôi nhất. Đó. Là tại vì sao? Tại vì cái em sói xám với sói đen này các bạn rất là trâu bò. Các bạn được biết là những cái dòng cá mà tự nhiên các bạn đem về thuần rất là khó. Đó. Cho nên là đối với những cái dòng như là sói vua nè, sói cầu vồng rồi nè. Đó thì nó rất là khó thuần. Cho nên cái dòng sói xám với sói đen và cả sói vàng luôn thì cũng rất là dễ thuần và rất là dễ nuôi cộng đồng. Đó, cho nên là thường đa số là anh em sẽ chơi những con này tại vì nó dễ nuôi. Đó. Còn những cái con kia thì nó hơi khó nuôi một chút, nhưng mà tuy nhiên là nó đẹp. Nếu mà anh em nào mà chúng ta đam mê, chúng ta nghiên cứu sâu và chúng ta có kỹ năng thì chúng ta nên nuôi những con kia. Thì tuy nhiên thì mình thì ở đây thì hiện tại thì hôm trước thì mình có nuôi một con sói cầu vồng. Tuy nhiên là nó cũng khó dưỡng thật, tại vì những cái dòng cá này các bạn khi mà người ta đem về Việt Nam kích thước rất là nhỏ. Kích thước khoảng 8-10cm, con mà to nhất cũng là 12cm thôi. Thì cá nó nhỏ như vậy khi mà chúng ta đem về cái môi trường ở Việt Nam á, chúng ta nuôi nhân tạo nữa thì nó rất là khó dưỡng. Cho nên thì khi mà mình mới bước chân vào nuôi mình cảm thấy rất là căng rồi đó. Đó, cho nên là mình chuyển hướng liền. Đó, mình đổi con sói cầu vồng nó cho một cái anh khác, và mình đổi lấy con sói xám này. Thì lúc đó thì một con sói cầu vồng có 10cm thôi. Đó, nhưng mà mình đổi được sói xám này gần 20cm. Các bạn biết là như vậy là nó giá nó chênh lệch cỡ nào ha. Con kia nó mắc hơn con này nhiều. Đó. Em này thì hôm trước là mình mua với giá khoảng giá bao nhiêu nhỉ? 2,5 triệu. Đó.
2,5 củ. Đó. Thì nó là size 20 rồi, nên là khi mà các bạn đem về nuôi thì rất là yên tâm. Rất là ngầu luôn. Này nó ăn no nè, có bụng nó nè. Ăn no ra làm biến bơi lắm. Nếu mà mấy bạn nuôi á, mấy bạn sẽ thấy là cái em sói đen á, bạn nào mà thích bơi nha, thích cá bơi nhiều thì nên chọn sói đen. Sói đen thì cái nó cũng rất giống con này thôi, chỉ có khác cái là nó đen thui thôi. Còn em này thì màu xám á. Em này thì cũng rất là cũng bơi đó nhưng mà ít bơi hơn là sói đen. Nếu mà bạn nào mà thích cá mà hay bơi vậy nè, di chuyển trong hồ á và nó sung á, ngồi thì mấy bạn nên là nuôi sói đen. Đó. Còn những cái đa số những sói khác á thì nó sẽ trầm tĩnh hơn một chút. Nó trầm hơn, nó chỉ sung khi mà nó săn mồi thôi. Đó. Còn anh sói đen là anh gọi là anh em gọi là nó là chịu bơi á. Nó chịu bơi hơn những cái dòng sói khác. Những dòng sói khác thì đa số là nó sẽ nằm yên bất động, tại nó là săn mồi các bạn. Săn mồi mà phải nằm yên. Đó, nằm yên nó chờ thời cơ. Khi mà có con mồi tới thì nó bắt đầu nó di chuyển, nó tấn công con mồi. Thì như vậy thì nó cái hiệu quả nó cao hơn. Đó. Thì các bạn phải hiểu là cái dòng săn mồi là nó như vậy. Con này là săn mồi ở thiên nhiên, thành ra là nó cái tính tự nhiên của nó rất là cao nha các bạn. Khi mà các bạn chỉ cần động vào nước một cái là nó biết liền nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rút tay ra liền. Chúng tôi nó táp cái là xỉu luôn. Lực táp rất là mạnh các bạn nha. Lực táp rất là mạnh nha. Nha. Cho ăn cá trạch hay là cá hay là nhái gì đó, to cỡ nào quất một phát lên đường liền. Các bạn thấy không? Kinh khủng không? Đừng có vồ, đừng có dại mà thò tay trong miệng nó nha. Lực cắn nè các bạn, nhìn răng đó nè. Đó, kinh khủng chưa? Đó, nhiều bạn mà xem clip trên TV là cắn chảy máu, cắn đứt tay là có chứ có thật nha các bạn. Rất là mạnh nha, lực rất rất là mạnh, mình khuyên các bạn nha. Bạn nuôi cái con này thì vệ sinh hồ nên cẩn thận ha. Mình xài cái cục chà hồ luôn các bạn. Chứ mình không ít khi nào thò tay vào vệ sinh này lắm. Nếu mà muốn vệ sinh thì chắc phải bắt nó ra. Đó, ok thì nói sơ cho các bạn xem như vậy thôi thì để các bạn có thể cân nhắc ha. À, là tại sao mình lại nuôi con sói xám này, tại vì nó trâu bò, trâu bò dễ nuôi. À, còn sau này khi nào muốn nâng cấp lên nữa, khi kỹ thuật của mình có rồi mình sẽ nâng cấp lên tiếp nữa, thì cái đó thì mình sẽ tiếp tục, nếu có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu các bạn thêm. À, bây giờ thì mình chỉ nuôi được em này thôi. Thì nếu mà nhiều anh em muốn hỏi thì thật ra là cao nhất là tại sao dòng sói vua các bạn rất là hiếm. À, cho nên là đem về, mỗi lần đem về Việt Nam thì mỗi một shop như vậy đem về chừng vài con à, ra giá rất là cao. Đó. Em đó thì tầm khoảng 7 tới 10 củ bằng một em huyết long các bạn. Em này thì bình thường hơn, em này khoảng 2,5 củ là bằng một em HP. Nhưng mà size lớn rồi, size 20 rồi. Các bạn nên mua cái size này. Đó, đừng nhiều anh em thích nuôi từ size nhỏ thì nói chung thì cũng được thôi, mà size nhỏ thì nó hơi khó dưỡng một chút. Thì nuôi giống như cá lóc vậy các bạn. À, nuôi từ nhỏ nó khó dưỡng, nó sao ta, nó nhỏ quá, ngắm cũng không đã, nên là mình thấy hợp lý thôi mà là mình mua con bự luôn. Và nhiều anh em nào mà muốn mua con nhỏ để trải nghiệm độ khó thì các bạn cứ trải nghiệm ha. Tuy nhiên thì mình cũng nói luôn là cái dòng sói xám là sói đen và sói vàng là dễ nuôi nhất. À, nó dễ thuần nhất. À, nó sung. À, mấy anh em mới bắt đầu nuôi thì nên nuôi con này, ba con này thì nó đỡ nản. Chứ mà bắt đầu vô mà chúng ta nuôi sói vua hay là sói cầu vồng hay là gì đó thì nó rất là khó ha. Hai con này nó đẹp thiệt nhưng mà nuôi rất là khó nha. Thì cái này là một cái điểm mình cũng chia sẻ với anh em luôn. Rồi, về cái cách nuôi cái con này thì như thế nào ha? Về nước. Nước thì nó cũng bình thường như mấy con kia thôi các bạn. Độ pH. Độ pH thì từ tốt nhất là từ 7 chấm tới 7.5. Nếu mà lỡ xuống tới 6.5 thì vẫn ok. Mình có kiểm tra rồi. Nước mình đôi khi mình để nước cũ khoảng 6.5 thì cá vẫn ok. Và cái thứ hai nữa là con này thì rất là dễ, nước rất là dễ. Không cần phải bộ lọc quá mạnh ha. Nó là xài nước tĩnh. Thành ra là mình ở đây mình xài cái máy bơm rất là nhỏ, mà máy bơm có 500 lít giờ.
máy bơm rất là nhỏ, và cái bộ lọc của mình đó nè. Ở đây thì mình ở nhà có gì mình chơi đó ha. Đó, thì này là mấy cái vỉ bằng nhựa nè. Đó, ở dưới thì mình để một tấm Z-mat để mình lọc vi sinh đó, để tạo cái chỗ trú ngụ cho vi sinh. Cái thứ hai là cái trên đây là cái túi lọc thì để lọc phân lại. Tuy nhiên thì cái con này nó ít dơ nước lắm các bạn, ít dơ nước lắm. Chủ yếu là mình tạo cái này là để tạo thêm cái oxy cho nó thôi, chứ cái nếu mà nói về cái bộ lọc này thì nó cũng không có đáng bao nhiêu, nó không có chức năng nhiều đó. Chủ yếu là lọc lại phân cặn nè. Như cái thứ hai là nó tạo cái dòng chảy của nước á, nó tạo động động chút xíu để cho cá chúng ta nó có cái dòng chảy ở trong hồ để nó sinh hoạt tốt hơn mà. Chứ chủ yếu ở đây là cái nồi này nè các bạn, hay là cái này là sỏi suối các bạn, có tác dụng lọc nước rất là tốt và tạo cái môi trường giống như là ngoài tự nhiên vậy. Cá rất là thích cái này các bạn có thể ra ngoài tìm cái cảnh cái tiệm thủy sinh để mua, có rất là nhiều ha. Cá cụi đó, mình bỏ vào trang trí thôi. Mình để thêm để mình phòng hờ, mình để thêm hai cái thanh sứ thanh vô luôn để nó tạo cái chỗ trú ngụ cho vi sinh. Thì thật ra là cái hồ này nó, nếu mà các bạn để cả tháng cũng không sao, nó con này nó sống giống như cá lóc vậy các bạn, nó không cần thay nước nhiều, sống nước tù được đó. Cho nên là yêu cầu về nước của nó là không có cao đó. Tuy nhiên thì để giảm cái nấm bệnh đó, thì thường là một tuần mình sẽ thay nước một lần đó. Các bạn nên thay nước sạch ha, nó phải gỡ liền. Các bạn nên thay nước sạch ha, nuôi cá thì chúng ta nên thay nước ha, để cho nó mấy cái vi khuẩn ở trong này nè thì nó ăn, nó vệ sinh ở trong này luôn, thì mấy cái vi khuẩn nó vẫn tồn tại ở trong cái hồ này. Vi sinh nó chỉ xử lý một phần thôi đó. Cho nên là các bạn nên thay nước ha, thay nước thì để cho cá chúng ta có nước sạch thì nó sẽ giảm bệnh. Em này thì nó chỉ có một cái căn bệnh, nếu mà nói về bệnh thì nó cũng có một cái căn bệnh giống như cá săn mồi thôi. Chúng ta đừng để nước quá dơ, nước quá dơ bị nấm tấn công cái là lụm liền. Cá săn mồi mà bị nấm tấn công là rất là dễ lụm các bạn ha. Thành ra là các bạn phải giữ tốt cái nguồn nước, không cần bộ lọc quá mạnh. Tuy nhiên là nước thì chúng ta nên thay thường xuyên, vệ sinh thường xuyên. Hồ thì mình để lên rêu luôn các bạn, lâu lâu thì mình chà sơ bớt đó, để cho rêu nó kiểm soát lại, chứ nó không để cho rêu nó lên quá nhiều thì nó sẽ nảy sinh một số cái vấn đề không tốt cho cá. Còn đèn là đây nè, mình đang xài cái led, hôm qua dọn hồ bị rớt cái nó bể luôn các bạn đó. Cái led thường thôi đó, led thường mua ngoài tiệm cá cảnh thôi, đủ chiếu sáng, ánh sáng vừa phải thôi. Tại vì con này các bạn nuôi để cái ánh sáng mờ mờ đó, thì nó tạo cái độ chiêu rất là đã, ban đêm các bạn ngắm rất là đã. Mình sẽ quay cái clip ban đêm để các bạn xem sau ha. Bạn nào mà xem mấy cái video ngắn của mình thì có thấy hình ảnh đó rồi đó. Này mình quay ban ngày thì nhìn nó không có đã lắm. Em này ban đêm các bạn để đèn á, tắt đèn xung quanh xong các bạn coi nó nhìn mới đã, chọc chọc cho nó bơi cái đó. Các bạn thấy không? Đó, em này thì rất là dễ ha, rất là dễ luôn. Về thức ăn thì các bạn có thể cho nè, sâu nè, dế nè, nhái nè, cá nè, cá mồi nè, rồi cá cắt khúc, lương cắt khúc, rồi nói chung là đồ sống là ăn rất là ok. Thức ăn thì mình chưa có thử. Em này thì thức ăn thì mình chưa có thử. Thì sau này nếu mà thử mà nó có ăn thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì hiện tại thì con này nó ăn, nói chung chế độ ăn của nó cũng giống như cá rồng. Thì ở nhà mình thì cá rồng ăn gì thì nó ăn đó. Và đặc biệt là con này rất hung dữ. Một cái đặc tính là các bạn nên biết là rất hung dữ ha. Nên khi mà vệ sinh hồ thì chúng ta nên cẩn thận ha. Hay cho ăn cũng vậy, bất cứ một cái gì đó. Nó rất nhanh nha các bạn, thấy như vậy rất nhanh. Các bạn cũng thấy rồi đó, mình đưa tay vào hồ nè, thấy chưa. Các bạn thấy kinh khủng chưa. Và nó có thể nhảy lên nha. Có thể nhảy lên đớp vào tay mình luôn nha. Đó, cho nên các bạn phải lưu ý. Đừng nghĩ là ảnh mình đưa trên mặt nước thì không được nha. Có nhiều ảnh phi lên á. Ảnh phi lên rất là giỏi nha. Nên là ở trên là các bạn phải đậy nắp lại ha.
Tại cái này là mình đang dụ nó nên là mình mở nắp ra để dụ. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà nuôi thì các bạn nên đậy nắp lại, đậy kỹ ha. Anh này anh cũng phi dữ lắm, phi như cái lóc vậy các bạn. Như là một cái con quái vật thời tiền sử vậy. Mẹ mình cũng với vợ mình cũng hay thắc mắc đây là con gì vậy? nhìn nó rất là mắc cười. Cái nó là cá tự nhiên các bạn, mua nhỏ về rất là khó dưỡng. Nhiều anh em mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm á, ta nuôi cũng cực cho chúng ta lắm, thì chúng ta dễ nản ha. Đó, ok. Và chúng ta cũng mới nuôi thì chúng ta đừng có chọn dòng cao quá, dòng sói vua với dòng sói cầu vồng thì nó hơi khó dưỡng một chút xíu, khó dưỡng, nói chung là khó dưỡng, nhưng mà hai con này rất là đẹp. Thì khi mà chúng ta đã dạn dày kinh nghiệm chút rồi thì chúng ta sẽ nâng cấp lên thì nó sẽ dễ cho anh em hơn. Đó, thì đơn giản con này rất là dễ nuôi ha, và rất là ngầu ha các bạn xem. Đó, ngầu như một quái vật thời tiền sử vậy. Ok, clip của mình vậy thôi. Ok, thì một số chia sẻ nói chung là cũng khá đầy đủ để anh em có thể là hình dung được về cách nuôi của một con sói xám, và cũng như là cách để chúng ta bước vào cái thú chơi đặc biệt này. Thì nhiều anh em là cũng rất là đam mê cái con này, nhưng mà tuy nhiên thì cũng theo mình biết là ở trên YouTube thì cũng khá ít anh em mà nói về cái dòng này. Thì hôm nay thì sẵn thì có một bạn yêu cầu cũng thấy mình có nuôi rồi, đã là mình chia sẻ luôn. Cái này là mình chia sẻ thực tế của mình nha. Thực tế mà mình thấy là cá của mình nó khỏe, sung, nói chung là phát triển đầy đủ. Thì mình chia sẻ lại cho anh em để anh em chúng ta có thể, nếu mà anh em có ghiền cái con này thì chúng ta sẽ bắt vào nuôi. Ok, thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Chúc anh em cuối tuần thật là vui vẻ nha.